những nốt nhạc sẽ kết nối chúng ta. Hãy yêu thương và tha thứ cho mọi người, đừng nản lòng, hãy cố gắng vượt qua. Âm nhạc đưa ta đến với mọi người, những khát vọng về một tương lai tươi sáng. Khát vọng về một tương lai tươi sáng.